Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 5 và hôm nay chúng ta sẽ giải một cái đề thi học kỳ 2 năm học 2023-2024. Task 1, look and write the correct words. Day 1 example. Chúng ta hãy nhìn và viết từ đúng. Đây là một ví dụ. Với chúng ta có chuyện Doraemon, chuyện tấm cám, câu chuyện mang tiêm, cám hoặc quả. Nào bài tuyết là bài chú lùn, chúng ta điểm vào đây. Nó là một câu chuyện cổ tích, nó về hai chị em gái. Đó là The Story of Tấm and Cám. Câu số 1 của chúng ta: It's a story about an animal and a bird. Nó là một câu chuyện nói về một con thú và một con chim. Thì ở đây sẽ là The Fox and the Crow. Sang câu số 2, nó một câu chuyện cổ tích, nó về một nàng công chúa và bảy chú lùn. Thì ở đây nàng bài tuyết là bảy chú lùn, Snow White. Snow White and the Seven Dwarfs. Rồi câu số 3, it's a story about a Vietnamese hardworking man. Nó là một câu chuyện nói về một người đàn ông chăm chỉ Việt Nam, một người đàn ông Việt Nam chăm chỉ. Đây là câu chuyện mang tiêm, the story of Mai An Tiêm. Sang câu số 4, it's a Japanese story about a magic cat. Nó là một câu chuyện nói về một con mèo phép thuật, Doraemon. Ok, chúng ta sang task 2, Rick and Chick to a phone. Day 1 example. We like English very much. We thích tiếng Anh rất nhiều. A school, she has English 4 times a week. Ở trường, cô ấy học tiếng Anh 4 lần một tuần. She often speaks English with her classmates. Cô ấy thường nói chuyện nói tiếng Anh với bạn cùng lớp. Sometimes she talks with her foreign friends, Ami. Thỉnh thoảng thì cô ấy nói chuyện tiếng Anh với bạn nước ngoài của cô ấy tên là Ami. They are happy because they can understand each other. Bọn họ rất là hạnh phúc bởi vì họ có hiểu nhau, có thể hiểu nhau. We usually read English comic books in her free time. Vì luôn luôn đọc truyện tranh tiếng Anh trong thời gian rảnh. At home, she practices listening by watching cartoon on TV. Ở nhà thì cô ấy thực hành nghe bằng cách xem hoạt hình trên TV. We want to learn English well. Vì muốn học tiếng Anh tốt. She thinks English is necessary for her future. Cô ấy nghĩ rằng tiếng Anh là cần thiết cho tương lai của cô ấy. Ok, câu số 0, Vi, môn học yêu thích của Vi là môn tiếng Anh, đúng rồi. Câu số 1, cô ấy học tiếng Anh mỗi ngày là sai. Ami có thể hiểu tiếng Anh của Vi là đúng. Vi luôn luôn đọc truyện tranh để thực hành nghe là sai. Tiếng Anh cần thiết cho tương lai của Vi là đúng. Rồi, ok, có trong bài. Chúng ta sang cái bài tiếp theo. Chúng ta đọc cái bài này và điền vô. Summer, mùa hè. Reading là đọc sách. University là trường đại học. Home là nhà. Book là sách. Bookshop, hiệu sách. Chúng ta điền vô. Hi Joe, are you enjoying your summer holiday? Bạn đang tận hưởng kỳ nghỉ hè phải không? Mùa hè này tôi sẽ ít đi với nhà nha. At home, tôi sẽ ở nhà. Tôi đọc rất là nhiều sách, đúng không nào? I'm reading, tôi đang đọc rất nhiều sách. I didn't have enough time to read them during the school years. Tôi không có nhiều thời gian để đọc sách trong suốt năm học. Yesterday I went to the bookshop. Tôi đi hiệu sách and bought a lot of storybook và mua rất nhiều sách. Chuyện. The characters in these books are great people. Những nhân vật trong câu chuyện này là những người tốt. I like them very much. Tôi thích họ rất nhiều. I will write more about my books in my internet letter. Ở đây sẽ là book này. Tôi sẽ viết nhiều hơn về những cuốn sách của tôi trong lá thư tiếp theo. Write and tell me about your summer. Rồi xuống bài dưới đây. Câu số 1, tôi có môn tiếng Anh, môn toán, môn mỹ thuật và môn khoa học là môn gì? Science. I learn to gì? Tôi thực hành viết sẽ là to write nha. Câu số 3, cáo và quạ, the fox and the crow này. Câu số 4, tôi chụp hình con khỉ là monkey có sờ này. Câu số 5, đừng có trèo cây là tree nè nha. Rồi chúng ta qua bài tiếp theo là bài sắp xếp. Ở đây sẽ là gì? Ở đây sẽ là tôi có môn âm nhạc hai lần một tuần. I have music twice a week. I have music twice a week. Câu số 2 đó là bạn thực hành nói bằng cách nào? How do you practice speaking ha? How do you practice speaking? Câu số 3 là what is the main character? What is the main character? Câu số 4 sẽ là bạn đi sở thú với ai? Bạn đã đi sở thú với ai? Who did you go to the zoo with? Câu số 1 ở dưới đây, what's the master with you?
What the matter with you? Câu tiếp theo sẽ là He often watches cartoon on TV. He often watches cartoon on TV. He often watches cartoon on TV. Nha. Cartoon on TV. Cô ấy thường, anh ấy thường xem phim hoạt hình ở trên TV. Câu tiếp theo, thời tiết ngày mai sẽ như thế nào? Ở trong bài số 17 của chúng ta đúng không nào? What will the weather be like tomorrow? What will the weather be like tomorrow? What will the weather be like tomorrow? Và câu số 5 đó là gì? Là tôi sẽ đi Phú Quốc vào năm sau. Tôi sẽ đi Phú Quốc vào năm sau sẽ là I'll go to Phú Quốc. I'll go to Phú Quốc next year. Phú Quốc Island, thiếu chữ Island rồi. Phú Quốc Island nha. Island next year. Rồi. Cái bài tiếp theo của chúng ta là cái bài đọc điền vô dream giấc mơ architect kiến trúc sư nurse y tá writer nhà văn. My name is Peter. In my free time I often go out to see nice design of houses and building because I would like to be an architect. Ở đây tôi muốn trở thành một gì? Tôi thường đi ra ngoài để xem những cái thiết kế nhà tòa nhà bởi vì tôi muốn trở thành một kiến trúc sư thì ở đây phải là architect. Và cái này thực ra phải là ẩn mới đúng này. Ẩn ha. Rồi, bạn của tôi là Mary và Linda thì thích những cái thứ khác. Mary thích đọc sách trong thư viện. Trong thời gian rảnh, cô ấy thích trở thành một nhà văn, muốn trở thành một nhà văn sẽ là writer. Bởi vì cô ấy muốn viết những câu chuyện thú vị và hài hước cho trẻ em. Linda thì muốn trở thành một cái gì để chăm sóc bệnh nhân và những người nghèo. Bệnh nhân sẽ là gì? Là nurse. Ok. Chúng tôi hy vọng rằng giấc mơ của chúng tôi sẽ trở thành sự thật. Giấc mơ là dream ha. Ok, rồi cái đề của chúng ta tạm dừng tại đây.